Rồi, xin chào tất cả các bạn, bình sân con dành cho anh em gắn cho Đam với 78 nha. Rất là đẹp luôn anh em. Trời ơi, ta nói nhức nách luôn. Rồi, siêu đẹp luôn anh em. Siêu sáng. Rồi, quá đẹp luôn anh em. Này, cái nắp của nó còn vàng khè 7 màu này các bạn. Hàng này là hơi bị hiếm rồi nha. Rất là khó. Nói chung là bình sân con đứng nó đã khó kiếm rồi, mà đẹp như vậy nó càng khó kiếm hơn các bạn. Hàng đây là hàng chìm tàu dớt vào, hàng chìm tàu Titanic về các bạn. Tháo xe rất là cộp nha, chiếc xe thường là không có đủ gì đâu. Bao găng tay ngọt ngào cho anh em. Đó, tính tiền triệu các bạn, hơi bị mắc tiền nha. Rất là đẹp ha, anh em nhìn được chưa? Ấy người ta quay thêm coi. Cò, anh em nhìn cái nắp này. 7 màu rồi, ốc ác rồi. 7 màu luôn ha. Quá đẹp nha. Một cây duy nhất nha, không có cây thứ hai các bạn. Không có cây thứ hai nha. Anh em gắn cho xe đam với 78. Cái nén đời 78. Rồi đẹp chưa các bạn? Quá đẹp luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.